sinh cao trung 16 tuổi đem lòng yêu một ông chú 45 tuổi. Mỗi ngày đều nghĩ tới những điểm tốt đẹp của ông chú. Nghĩ tới ngày hôm nay khi ông chú đỡ mình đứng dậy, đã đặt cánh tay ấm áp lên eo của mình. Bất giác đôi má ửng hồng lên, mồ hôi đổ ra đầm đìa. Vội vàng ngồi dậy để cơ thể dễ thở hơn, vuốt mái tóc dài để cơ thể thoát nhiệt. Làm vậy chỉ muốn cho cơ thể được bớt nóng. Akira đã từng là một thành viên của đội điền kinh trong trường. Từ nhỏ cô đã rất yêu thích chạy bộ và được di truyền tế bào vận động cực kỳ mạnh mẽ. Có thể nói là ông trời đã ban tặng chén cơm manh áo rồi. Bố mẹ ly hôn khi Akira còn rất nhỏ, nên cô thường xuyên lấy việc chạy bộ để trút hết sự bất mãn trong lòng ra. Có thể nói chạy bộ chính là tất cả đối với cô. Và thành tích của cô cũng vô cùng ưu tú. Trong đại hội thể thao học sinh cao trung toàn quốc, cô đã giành được giải quán quân, đồng thời ghi nhận kỷ lục mới là người chạy nhanh nhất. Nhưng một ngày nọ, tai nạn bất ngờ đã đổ ập xuống. Trong một lần huấn luyện, Akira đã bị thương, gót chân của cô hoàn toàn bị rạn nứt. Bác sĩ nói muốn bình phục cần có một khoảng thời gian rất dài, nên yêu cầu Akira trước khi hoàn toàn bình phục thì không được chạy bộ nữa. Từ đó, Akira đành phải tạm thời rời xa đội điền kinh. Sau khi Akira bị thương, bạn thân của cô là Haruka đã trở thành đội trưởng mới của đội điền kinh. Một người mạnh mẽ như Akira không thể nào chấp nhận được sự thật này, bèn cố tình ngó lơ Haruka. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cô nhìn thấy bóng hình cười nói vui vẻ của các thành viên khác khi tập luyện, còn mình thì không bao giờ có lại được vinh quang đó nữa, nên cảm thấy vô cùng bi thương. Vốn dĩ sau khi vết thương lành lặn kiên trì tập luyện bài tập phục hồi sau chấn thương, thì cô có thể quay trở lại với đấu trường. Nhưng một khi trời mưa, thì chân của Akira lại bị đau, thường xuyên phải đi tới bệnh viện để kiểm tra, khiến cho tâm trạng của cô vô cùng chán nản. Đối với Akira mà nói, không thể chạy bộ trở thành một cơn mưa rào không bao giờ tạnh trong tâm trí của cô. Khoảng thời gian đó, cả người Akira như rơi vào trong đáy sâu của bóng tối, cho tới khi ông chú Masami xuất hiện. Hôm đó bên ngoài cửa sổ đang đổ mưa, Akira ngồi một mình trong nhà hàng trầm tư. Masami bước tới bên cạnh cô, khiêm tốn lễ phép tặng cho Akira một ly cà phê miễn phí, còn trổ tài ảo thuật biểu diễn cho Akira xem để cô được vui, nói rằng cơn mưa này chắc chắn sẽ dừng lại nhanh thôi. Akira phút chốc đã bị câu nói này đánh trúng. Dường như cuối cùng thì đã có một người có hiểu được nỗi đau trong lòng của cô. Duyên phận không biết đâu mà lần, mối quan hệ giữa người với người có lúc cũng giống như cà phê và nước, phút chốc dung hòa vào nhau. Tuy Akira vẫn không thể nói rõ được cảm giác đối với ông chú này, nhưng có thể khẳng định rằng trời quả thực đã tạnh mưa rồi. Akira cũng đã cười rồi. Cô gái cao giáo kiêu ngạo Akira từ đó đã đưa ra quyết định nói lời từ biệt với đấu trường điền kinh cùng với đồng đội của mình. Cô quyết định dùng thời gian sau giờ học để tới đây làm một nhân viên phục vụ, cống hiến một phần sức lực của mình trong việc kinh doanh của Masami. Masami chính là mặt trăng chiếu sáng cho cô, nhưng trong mắt bạn bè của Masami thì Masami là một người đàn ông trung niên không thể điển hình hơn được nữa. Tuy đặc tính kỹ lưỡng, ôn hòa đã giúp anh ta kinh doanh nhà hàng này rất tốt, tuy nhiên trong mắt của nhân viên nơi đây thì Masami chỉ là một người giả vờ tốt bụng không nóng tính mà thôi. Anh ta thường xuyên nói lời xin lỗi với thực khách, đầu bếp nấu ăn không ngon anh ta cũng dám phê bình. Nhưng Masami thật ra cũng đã từng là một người có ước mơ, bởi vì muốn trở thành nhà văn mà suốt ngày không có nghề nghiệp chính để làm, khiến cho vợ bỏ anh mà đi. Những người bạn thanh niên văn học thời niên thiếu cũng đã xuất bản được sách trở thành nhà văn, còn anh ta vẫn chưa viết được tác phẩm nào ra hồn cả. Làm việc gì cũng nửa đường đứt gánh, là một người không kiên trì. Đây là đánh giá mà Masami dành cho bản thân mình. Khi anh ta nhìn thấy có người bày tỏ tình cảm với Akira, nhìn thấy dáng vẻ thanh xuân của hai người trẻ tuổi, càng cảm thấy bản thân thật kém cỏi. Nói rằng trong mắt của những thiếu niên mười mấy tuổi thì anh chính là rác rưởi. Nhưng chính vì một người như thế lại khiến cho trái tim Akira dao động. Hai con người có cuộc sống không được như ý, bất giác đã cùng bước đi chung trên một con đường, bắt đầu một chuyện tình cảm không biết là sai hay đúng. Một nữ sinh trung học yêu một ông chú đã 45 tuổi, nhân lúc không có người, đã lén lút cầm lấy chiếc áo sơ mi mà ông chú vừa mới cởi ra, hít một hơi thật sâu để cảm nhận hương vị người đàn ông còn đọng lại trên áo. Và lúc này Masami đột nhiên bước vào, nhìn thấy cảnh tượng quá ngại ngùng này, Masami đành phải cười trừ để hóa giải cho cả hai đỡ xấu hổ. Anh ta nói rằng việc không tắm rửa đã bị phát hiện ra rồi, không ngờ Akira lại nói thật to lên rằng cô chính là yêu thích cái hương vị đó đấy. Việc này khiến cho Masami có chút ngỡ ngàng. Có thể nói Akira chính là nữ thần cao ngạo trong mắt của mọi người đấy. Cơn gió lạ nào đã thổi tới thế này? Anh không hề nghĩ tới việc Akira thật sự thích anh ta. Vì muốn được ở gần Masami, Akira thậm chí còn vì thế mà từ chối rất nhiều chàng trai tỏ ý thích cô. Nam sinh dùng phương pháp gì để lấy được tài khoản mạng xã hội của cô, thì cô lại dùng phương pháp đó để mong lấy được tài khoản mạng xã hội của Masami. Nhưng một ông chú trung niên 45 tuổi như Masami, phần mềm trò chuyện duy nhất chính là phần mềm tin nhắn có sẵn trong điện thoại. Mỗi khi xếp ca làm việc, Akira đều xếp chung một ngày với Masami. Khi ăn cơm trưa cô cũng ở chung một phòng với Masami. Khi Masami vâng vâng dạ dạ để nói lời xin lỗi với thực khách và bị nhân viên nhà hàng tỏ ý xem thường, thì Akira vẫn luôn nói tốt cho Masami. Ngoài những việc này, trong giờ vào học, Akira vẫn lén lút ghi lại trên cuốn tập tên của hai người họ, trông giống như một đứa trẻ mới nếm trải mùi vị của tình yêu. Hôm đó thực khách sau khi ăn cơm xong ở nhà hàng thì để quên điện thoại trên bàn. Masami và nhân viên nhìn thấy thực khách đạp xe càng lúc càng xa dần, đều quyết định từ bỏ việc đuổi theo.
Ngờ đâu Akira đã cầm lấy cái điện thoại và bắt đầu chạy theo chiếc xe đạp. Nhưng bấy lâu nay Akira đã không đi tập luyện các bài tập phục hồi chức năng. Do đó gót chân vẫn không thể chịu đựng được sự vận động quyết liệt như thế. Chính vì thế Akira sau khi trả lại điện thoại, sau khi trở về nhà hàng thì đã bị ngã xuống đất. Masami chỉ có thể vội vàng dìu cô đứng dậy và đưa tới bệnh viện. Đây là lần đầu tiên cả hai có sự tiếp xúc cơ thể. Tuy đây là hành vi rất đỗi bình thường, nhưng mà bạn nên biết rằng, chỉ cần đối tượng là người mà mình thích, vậy thì cảm nhận cũng sẽ được phóng lớn ra. Tối hôm đó, Akira trằn trọc mãi không ngủ được, khuôn mặt đỏ bừng, tim đập mạnh. Ngày hôm sau, Masami đã tới thăm Akira, muốn kiểm tra xem vết thương của Akira như thế nào. Theo phản xạ, Akira đã rụt đầu ngón chân lại. Masami còn tưởng rằng Akira vẫn chưa lành lại, còn hỏi cô có phải vì bị thương nên móng chân mới đỏ như thế. Không phải là bị máu bầm hay là nội xuất huyết rồi chứ? Điều này khiến cho Akira không nhịn được cười phá lên, nói rằng đây chỉ là sơn móng tay thông thường thôi. Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Masami, Akira quyết định nói ra tâm ý của mình. Đây là lần đầu tiên cô nói ra tâm ý của mình. Trong lòng cô tràn đầy sự kỳ vọng, và rồi Akira lại tưởng rằng thích mà Akira đã nói chính là thích của nhân viên đối với ông chủ. Điều này khiến cho Akira có chút thất vọng, đây không phải là đáp án mà cô chờ đợi. Lúc này, bạn của Akira là Haruka đã tới tìm Akira, hỏi Akira có muốn quay trở về với đội điền kinh hay không, còn cố tình mời Akira tới xem buổi tập luyện của người mới. Nhưng trong lòng Akira luôn nghĩ tới chỉ có những việc liên quan tới Masami mà thôi, nên xem qua một lượt cuộc thi đấu thì cô đã tìm lý do để thoát thân. Chuẩn bị đi tìm Masami để tiến hành bày tỏ tình cảm lần thứ hai, tình yêu vong niên quả thực không có kết cục tốt đẹp. Đối diện với ông chú bảo cô vào nhà để tránh mưa, cô gái này đã hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để nói rằng em thích anh. Nói xong thì quay lưng bỏ đi. Hôm nay cô không cần có câu trả lời, chỉ là muốn để cho tình cảm yêu thương của mình nói ra một cách nghiêm túc với người mà mình thích. Nhưng điều này khiến cho Masami không biết nên làm thế nào. Thậm chí khi nhìn thấy trên TV đưa tin người đàn ông quấy rối tình dục thiếu nữ, anh còn cảm thấy sợ hãi đổ cả mồ hôi, vội vàng tắt ngay TV đi, như thể lo lắng bản thân sẽ nảy sinh ý đồ xấu xa vậy. Ngày hôm sau, Masami bèn nghiêm túc nói với Akira rằng tuổi tác của chúng ta hơn kém nhau quá nhiều, cô có thể làm con gái của tôi luôn rồi. Những người xung quanh họ sẽ nhìn vào hai chúng ta như thế nào đây? Akira kịch liệt trả lời rằng cách nhìn của người xung quanh không quan trọng, em chỉ thích anh thôi. Điều này khiến cho Masami giật mình không cách nào tập trung lái xe được, suýt chút là đã xảy ra tai nạn. Masami hỏi Akira rằng cô thích anh vì cái gì? Akira lại nói rằng thích một người không cần có lý do. Lần này Masami tích cực phủ định bản thân mình, cảm thấy làm việc gì cũng là nửa đường đứt gánh, không có gì đáng để tự hào cả. Anh ta không muốn để cho Akira lãng phí thời gian, yêu cầu Akira hãy tưởng tượng ra khung cảnh khi hai người hẹn hò nhau, có phải là cực kỳ ghê tởm hay không? Không ngờ là điều này lại khiến cho Akira nghĩ rằng Masami muốn hẹn hò. Thế là Akira đã lập kế hoạch cho một buổi hẹn hò của hai người. Nhìn vào ngày hẹn hò đang đến gần, Akira bất giác cảm thấy xấu hổ và dùng sách che khuôn mặt của mình lại. Vào ngày hẹn hò, Masami đã dẫn Akira đi xem phim, sau đó lại đưa Akira tới thư viện mà anh ta thích nhất. Akira muốn Masami giới thiệu vài cuốn sách để cô có thể hiểu rõ hơn sở thích của Masami. Nhưng Masami nói rằng nếu xem sách do người khác giới thiệu, không hợp khẩu vị lại không thể không xem, sẽ cảm thấy rất khó chịu đấy. Sau đó bèn bảo Akira tự mình đi lựa chọn cuốn sách cho mình. Còn Akira thì lại đứng thẫn thờ rất lâu khi cầm trên tay quyển sách về bộ môn điền kinh. Masami biết rằng bấy lâu nay Akira luôn không thể từ bỏ môn điền kinh. Thế là trong những ngày tháng sau đó, Masami thường xuyên lặng lẽ khuyên nhủ Akira nên quay trở về lại đấu trường. Không lâu sau, việc Akira thích Masami đã bị Haruka phát hiện ra. Hai người cũng vì chuyện này mà cãi nhau một trận. Akira bắt đầu mỗi ngày đều buồn bã chán nản. Masami bèn tận tình an ủi Akira. Anh nói rằng không nên bởi vì một số ít tâm tư mà đã xem nhẹ tình bạn chân quý, mà ngó lơ bạn bè. Akira nói rằng có lẽ họ sẽ không bao giờ làm lành với nhau nữa. Masami thì lại nói nếu như cô dừng cố gắng, vậy thì mối quan hệ của cả hai sẽ dừng lại ngay tại chỗ và sẽ không bao giờ thay đổi. Akira bèn đi tìm Haruka để làm lành. Thật ra không những chỉ có Masami khuyên Akira quay trở về đấu trường, bạn bè cô cũng thường xuyên tới tìm cô để khuyên cô quay trở về đấu trường. Thậm chí còn có học sinh đàn em ở trường khác tìm tới nhà hàng, gặp Akira để tuyên chiến với cô. Cô ta hy vọng Akira có thể chạy lại một lần nữa. Cô ta đã từng giống như Akira, gót chân bị nứt gãy, sau đó luôn bỏ bê bản thân. Nhưng từ ngày cô ta nhìn thấy Akira chạy trong cuộc thi đấu, nhìn thấy dáng vẻ nổi bật của cô, thì cô ta đã bắt đầu tích cực tập luyện trở lại để mong được so tài một lần với Akira. Masami sau khi nhìn thấy những hành động của họ, bèn càng tích cực khuyên nhủ Akira hơn nữa, hy vọng cô quay trở lại thi đấu. Và rồi những lời động viên này lại khiến cho Akira cảm thấy vô cùng phản cảm. Sau khi trở về nhà, cô đã lấy trang phục và giày thể thao đem hết ra ngoài, bảo với mẹ rằng hãy đem vứt bỏ hết đi. Akira không muốn tiếp tục nghe thấy bất kỳ câu nói nào liên quan tới điền kinh nữa. Cô chỉ muốn được ở bên cạnh của Masami. Nhưng trong một lần cùng trò chuyện với một người bạn, anh ta đã nói với Akira rằng nếu như cô thật sự muốn làm cho Masami được vui thì nên quay trở lại thi đấu. Thật ra bấy lâu nay Masami luôn suy nghĩ cho Akira, bất luận là dẫn Akira đi tới thư viện để xem sách liên quan tới môn điền kinh
hay là khuyên Akira tái hợp lại với bạn của mình. Tất cả anh ta đều hy